Rồi mới cầm cua lên luôn rồi. Kìa có con bướm kìa bơi, con bướm kìa bơi. Thì con bướm này các bạn thấy không? Nè nè bó bó. Nè, bà thấy con bướm rồi đó nghe. Em này các bạn ơi, con này con bọ nè, rất là nhìn rất là đẹp luôn nè. Nè. Nó màu cam nha, nó có chấm đen đen nữa. Nè bơi, nè bơi. Nè. Nè thấy không? Đó. Nè thấy không? Nè, các bạn thấy không? Đụng vô nha. Cầm cái cây nè, kéo tay lên. Đây nè, đây nè. Đó, nó bò vô tay con rồi kìa. Đó. Đó, bò ra đó, bò ra. Hồi thả nha, cầm chơi hồi thả nha. Rồi, bò lên tay của bé bo này các bạn ơi. Rồi bò lên tay ra, bò lên tay của mình luôn rồi nè các bạn. Rồi giờ thả nha. Thả nha các bạn, cho nó bay đi. Bay đi. Nè bay đi. Rồi nó bay rồi các bạn ơi. Một con bò sữa nè. Bịch bánh này có hình bò sữa luôn, thật là nhìn rất là ngộ luôn á. Nhưng mà không có cho bé bò ăn nhiều nha, cho bé bò ăn vài miếng thôi. Nè để đây cho bé bò đó nha. Giờ nào bé bò ăn thì cầm lấy đưa cho cha. Đây đưa cho lấy cho. Nè bé bò ăn mình nha mọi người. Xe này của bé bò là mình đẩy tới nè, nó sẽ có chớn nó chạy rất là mạnh luôn nha các bạn nè, xem nè. À, để tới cái là bánh nó quay như hoài luôn nè. Để xuống đây nó chạy nè. Đó. Rồi nhìn thấy con gì rồi, chạy theo đi. Bé bò sẽ khám phá những con vật xung quanh nhà của bé bò. Đây là con cua. Rồi đây nè bò, đây nè. Đây, đây có con cua nè. Nhanh lên, nhanh lên. Vì nó kẹp nha. Lượm cái cây á, lượm cái cây đụng đó. Lượm cái cây này nè, cây này nè, nè 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 nè. Ê đừng cho nó chạy nè. Cho nó kẹp nha. Cho nó kẹp cái tay con nha. Hả? Thầy không. Ê kẹp tay nè. Rồi để mình bắt, mình buộc cái càng nó lại mới được nha các bạn. Đi, buộc cái càng nó lại ơi. Có còn như thung không? Dạ nhà con hết trơn rồi. Để kiếm con như thung. Cậu này hết rồi. Để cho cuộn lên con hết chơi. Cho cuộn lấy nè. Nó kẹp rồi sao? Kẹp là khóc luôn đó. Để mình cuộn cái càng nó lại nha các bạn. Em dịnh bo cho anh kẹp cuộn cái càng lấy các em. Chưa cuộn mà nó đòi nè. Con biết bơi như nè nha các bạn. Vậy cha buộc con buộc xong rồi cho chị chơi nha. Nha. Đổ không ai chú chọn thấy con cua nó quay hả? Để chú thấy con cua nó đi trên bờ xong rồi chú chạy lại chú bắt nó. Rồi con cua nó đã cuộn cái càng lên rồi nè các bạn ơi, giờ chúng ta có thể cầm nó được rồi đó. Nhưng mà nó cái càng của nó không có kẹp được nữa thôi. Rồi nè bơi. Đụng được luôn nè. Đó thấy không? Nó kẹp đó. Nó không có kẹp đâu, nó đâu còn kẹp được nữa. Ơi. Ai cho mày lên dốc. Tao quấn mày luôn. Nè nè để trên tay luôn nè, nó không kẹp nè, thấy không? Đó. Ê. Không có nè con đụng đi. Khi nào cha buộc lên rồi thì con mới đụng được nha. Nè đụng thứ ai đâu sao đâu. Lấy tay đụng luôn cũng được nè. Đụng đến đây nè. Đụng lên đụng đại đi. Đó đâu sao đó. Thế khi nào chút khi nào mà nó vuột con dây hung ra thì nó mới kẹp thôi. Nè nó bò nè, con nó bò nè nha. Đó. Nó phải cho tao kẹp mày luôn giờ. À, nó có ta, nó có 8 cái chân nè, 8 cái chân nó bò rất nhanh luôn. Hai bạn này đang đùa giỡn với cua, hồi nữa mình chơi xong mình thả nó ra nha. Dạ. Yeah.
Rồi, con Bo cầm cua lên luôn rồi. Dám rồi. Bo cầm cua lên luôn. Ghen thiệt nha. Bo à, chị nói một lần nữa chị đánh em à. Rồi nó chạy vậy, nó chạy vậy. Rồi con Bo cầm cua lên luôn rồi. Chim luôn kìa Kim Anh ơi. Đâu? Mẹ chim sau lưng con kìa. Thấy không? Rồi đứng đứng đi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống này, ngồi xuống xe để nhìn nữa kìa. Bầy chim luôn các bạn, nó xuống ăn bánh kìa. Wow, wow, wow. Nó thích ăn bánh lắm á, nó ăn bánh xong rồi nó sẽ bay lên. Cái này em đâu? Đổi tay chạy. Cái nhũi này bố nè 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 nè. Thấy không? Cái cánh của nó bị gì rồi? Nó đang bay mà cánh nó bị gì rồi? Đừng có đạp quá. Con bướm đâu vậy? Ở đây có con bướm nữa nè các bạn ơi. Ở đây có con bướm nè, nhưng mà nãy bị bánh xe cán ngang, nó bị thương, nó bị rồi không biết nó còn sống không nữa. Tội nghiệp đó quá. Ơi nó đang bò lên. Đó, nó sao bò kịp con được? Nó tú cái dưới mà con đứng trên mà sao nó bò kịp con kịp được? Đâu đâu chỉ ơi, đâu vậy? Nè. Xác xác vô ơi. Xác vô đi đâu sao đâu, nó đâu có nhảy lên được. Con đuông không? Đây có hai bạn, bên đây có hai bạn nha. Đây là con đuông này, con đuông hồi nãy nè, nó sẽ đào hang, nó chui xuống này các bạn. Con đuông này nó có hai cái chân phía trước nè, rất là bén luôn. Hai chân phía trước này nó bén, nó có thể đào được hang á. Nó mà cào lên tay, lên da thịt của mình là cũng là bị chạy luôn các bạn. Bạn bò phá à, bạn bò phá người ta ha. Thấy không, các bạn thấy không, hai chân nó là chùi chùi kìa. Chùi xuống đó. Nó đang đào đào cái hang đó. Nó đang đào đào hả? Ừ, nó đang cái đào hang, nó chui xuống á. Vậy là Bây giờ mình sẽ khiều nó lại chỗ kia đi. Chỗ kia là nó sẽ rộng hơn kìa. Cái đường kia rộng hơn, nó dễ đào hang. Chỗ nào nhỏ nó đào hang không được. Đây Đưa cái cây này cho cha. Đưa cây này cho cha. Giờ mình sẽ mang lại đường kia nha các bạn. Mang lại đường kia cho nó dễ đào hang ha. Đây nè, chúng sẽ để xuống đây nè. Để xuống đây thì nó sẽ đào hang nè. Nó chỗ nào chỗ cát mềm mềm là nó sẽ đào hang được. Đừng có khóa để cho nó đào hang đi Bo. Đi. Này các bạn coi nè, nó chùi chùi đào hang này nha. Thấy không? Đừng Bo. Bạn Bo khóa người ta hoài rồi nha bạn Bo. Đó, đang chùi chùi nè. Đó. Đừng con coi nè, con coi nó đào hang đi, con đừng có khóa. Cho anh ta đào hang đi. Đi đâu vậy? Đi lệch đường giờ. Có cục đá nè. Có cục đá. Đây. Bạn Bo khóa không à? Ừ, bạn Bo đừng khóa, bạn Bo cho anh ta đào hang đi bạn Bo. Đó, nó đang đào đó, thấy không? Nó chùi chùi xuống kìa. Con đuông nè, cái vỏ của nó rất là cứng nha các bạn. Hai cái chân trước của nó rất là sắc, rất là bén luôn. Wow, cái là sẽ chạy da mình luôn á. Nè nè nè, đào xuống được hơi nè. Sâu rồi, thấy không? Sâu lắm á, đào. Ủa, sâu. Ủa, chắc anh em nó sẽ đào hả? Ừ, nó gặp đất, nó gặp cát là nó sẽ đào. Ủa, gặp cát nó mới đào. Nhưng mà như nền xi măng nó đâu có đào được. Đúng rồi. Nè, nó đào chứ, đào xuống sâu rồi nè. Sâu luôn nè, á. Nè, nó chui xuống sâu rồi đó. Nó không? Nó đào nó miệng nha. Nó chui xuống rồi các bạn ơi. Nó càng chui xuống sâu xuống đất rồi là xem mình sẽ thấy mất tiêu luôn á. Nó hay không? Nó hay quá trời hay luôn đó. Wow. Hai cái chân của nó phía trước rất là cứng luôn. Cái này cứng là sắc bén nữa. Rồi nó chui xuống rồi, biết bạn Bo hết thấy rồi. Bo giờ đi kiếm luôn gặp đâu. Nè, thấy không? Rồi nó mất tiêu luôn rồi đó. Mất tiêu. Tiêu luôn rồi.
nó đã trốn rồi, nó đã trốn ngoài này, chúng ta còn nhìn thấy được cái đít của nó nè. Thấy không? Cái đít của nó hả? Đít của nó đó. Thấy không? Ê, đít không? Nè, đây kìa. Cát là nhỏ, cái này rất là nhỏ. Nè, còn thấy cái đít nó nè, thấy không? Đó. Đâu? Còn thấy không? Thấy cái chân không? Thấy cái chân nó nhúc đít đó. Rồi đó, nó trốn quá đó rồi đó, bọn bò hết thấy rồi. Rồi bọn bò đang tìm con khác á, bọn bò đang tìm những con vật khác xung quanh đây. Thôi giờ đi về nè, hết con về, lên xe về nè. Lên xe đi bạn bò. Lên xe. Lên xe đi, lên xe về nè.